Molen. Tây Lâm Xuân, Mộc trưởng và Mộc đại nhân nhận được tin tức, nói là người cấu kết với đồ quỷ Dinh Quảng Hải hôm qua đã thả tên thuốc sách bắt được. Đó là kế phụ của người Huệ Thông. Có chuyện gì không? Bẩm đại nhân, không có chuyện đó. Huệ Thông đã tự mình trốn ra, không liên quan tới Dinh đồ quỷ. Như vậy vụ án bị giết của Huệ Thông là như thế nào? Bẩm đại nhân, đó là tai nạn. Huệ Thông đã tự mình trốn ra ngoài. Chúng tôi thấy ông về nhà, muốn khuyên ông đi Nha Môn để tự thú. Không ngờ ông muốn giết chúng tôi, cho nên hai mẹ con chúng tôi nhất thời nóng nảy, lỡ tay giết ổng. Nếu mà nói vậy, các người hoàn toàn không trách nhiệm gì hết sao? Xin đại nhân minh giám. Dinh Quảng Hải tự phóng Huệ Thông, chết không có đối chứng, không thể tiếp tục truy cứu nữa. Trong vụ án Huệ Thông bị giết, còn chờ điều tra. Bây đâu? Dẫn Hạnh Nhi. Dẫn Hạnh Nhi. Dân nữ khấu kiến đại nhân. Hạnh Nhi, ngươi có nhận ra hai người quỳ bên cạnh hay không? Biến tình rồi tôi cũng nhận ra. Nó là kẻ thù giết cha của tôi. Hạnh Nhi, tại sao lại nói bậy nói bạ vậy? Ngươi ở trong tù không nhìn thấy quá trình giết người, tại sao lại dám chắc chắn là cha ngươi do họ giết chứ? Hai mặt của tôi không tốt với người đàn bà này. Chắc họ thấy gai mắt với hai mặt của tôi, hợp sức giết chết hai mặt của tôi. Xin đại nhân quyết định dùng cho dân nữ đi tìm hung thủ. Hạnh Nhi, tại sao lại ngậm máu phun người? Không có, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Đủ rồi, các người đừng có cãi nữa. Đại nhân, tôi giết ông ta, tôi hận ổng. Ông muốn quá phiền, ông đánh đập tôi. Chính tôi đã giết chết ổng. Nàng nương. Đại nhân mau mời đại phu đi. Nàng nương. Đại nhân, kẻ giết người đã phục pháp rồi, vụ án có thể kết thúc được rồi chứ? Đại nhân mau mời đại phu đi, ta năn nỉ ông. Hạnh Nhi, mẹ biết con hận mẹ, nhưng mà cái chết của mẹ đã kết thúc hết mọi thứ rồi. Thù hận của con đã bỏ được chưa? Thủ đường. Ngàn nương, mẹ đừng có bỏ con nha ngàn nương. Lâm Xuân, con đừng khóc. Mẹ sẽ đi gặp a ma của con. Mẹ rất vui mừng, nhưng mẹ vẫn còn ân hận, không nhìn thấy được con lấy chồng. Ngàn nương, mẹ đừng có xa con. Ngàn nương, đừng có bỏ con. Ngạc nương đừng có xa con. Tôi nay có dự tính gì không? Em muốn đợi Hạnh Nhi trở về, giao tất cả mọi thứ ở đây lại cho nó. Cô đã đối xử với mẹ con em như vậy, sao em còn có thể... Thôi đi, dù sao cũng là chị em, huống chi Ngạn nương cũng không muốn em làm như vậy. Xuân Nhi. Dinh đại ca. Đừng cản anh. Anh phải hỏi cái gã từ nãy giờ nói yêu em, trong lúc em cần nó chỗ nào thì xin lỗi, ta không biết.
Một câu nói không biết có thể bôi xóa tất cả sao? Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi nói yêu cổ? Dựa vào đâu? Ngươi không phải xuất hiện ở trong lúc mà cô ta đang cần nhất hay sao? Yêu một người không phải là cho người ta có một cảm giác an toàn lần nữa sao? Ngươi nói đi. Ngươi nói đúng, đó là sai sót của ta. Ta ta không có gì để nói. Nhưng đại ca ơi, đừng. Giờ lúc này em còn biết chuyện cho nó nữa. Anh không biết cái tên này tốt chỗ nào, đáng cho em đối xử nó vậy sao? Sau này em hối hận đó, em nhất định sẽ hối hận. Nhưng đại ca nói em nhất định sẽ hối hận, em có hối hận không? Chuyện có Xuân Nhi là xong rồi chưa? Ừ. Vậy có cần em nhường chỗ cho cổ? Em đã nói sai. Em sai rồi. Em nói sai rồi. Từ Nam không dám nữa đâu. Anh đừng có đi nha. Tình đảo thăm thử vô quán du. Ngày hôm nay em mới biết Xuân Nhi làm cho anh buồn tới cỡ nào, và nó làm cho em buồn ra làm sao. Em đã tốt lắm rồi, là lỗi của anh đó. Không phải đâu, không phải. Tại em không tốt. Em nói sai rồi. Từ Nam không nói nữa. Hay là như vậy có được không? Chúng ta bắt đầu trở lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta bắt đầu trở lại có được không? Anh có đói bụng không? Em nấu đồ ăn cho anh ăn. Em nấu màu lắm à, hay là em nóng bầu rượu cho anh? Nè, anh không muốn ăn gì hết. Không muốn ăn gì hết. Xin lỗi nha. Con sâu trăm chân chết cũng không có yên. Như vậy cũng không có chờ chết nó. Tay Lâm Xuân này thật sự có bản lãnh quá. Giờ lúc này mà còn có tâm tư uống trà nữa, tại sao lại không chịu nghĩ cách? Nếu còn xảy ra điều gì sai trái nữa,
vậy Lục A Ca sẽ không trở thành thái tử được. Uống trà ra uống trà, tìm cách ra tìm cách, hai chuyện đó không thể hòa lẫn với nhau được.